Hi, xin chào các bạn nha. Video hôm nay thì mình sẽ qua lại cầu Thịt Bích cho bạn xem nè. Cái nơi mà mới bán pháo bông Tết 2020 ở Quảng Ngãi này các bạn. Mình đang đứng ở trên cầu nè. Đó. Thấy đã chưa? Cảnh này là cảnh ở dưới nè. Sông. Phía kia là cầu như là tàu cờ khúc không ta, mình không rành đó. Dọc chạp ra là sẽ là bờ kè nha các bạn, bờ kè bán đồ nhậu rồi đồ ăn vặt rồi đó. Là ở đây, đây là cảnh dưới này.